Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Crayon. Chúng ta tiếp tục giải sách học sinh Student Book bài số 2, 2F Skill nhé. Trang 38, bài Reading trang 38, chúng ta sẽ đọc cái bài này. Rồi, look at the picture and read the title of the test. Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh và nói về cái tựa đề của bài test này. What would you like to know about school sports day in the UK? Write two questions. Bạn biết gì? Bạn có muốn biết về bạn muốn biết cái gì về ngày hội thao ở trường ở Vương quốc Anh? Hãy viết hai câu hỏi để hỏi. Ok. Rồi chúng ta coi này. Bạn đang nhảy ba chân. Cột hai chân lại, tức là hai người cùng nhảy và cột hai cái chân ở giữa lại với nhau này. Gọi là three leg race. Bạn này nhảy bao bố này, mình cũng có nhảy bao bố đúng không nào? Set race. Rồi chúng ta sẽ hỏi hai câu. Chúng ta sẽ hỏi hai câu về cái hội thao ở nước Anh, Vương quốc Anh. When was the school sports day in Harry's school? Bạn này bạn Harry này. Tức là cái ngày hội thể thao ở trường của Harry là khi nào? When was school sports day in Harry's school? On the 28th of June. On the 28th of June. Number two, what did they do on that day? Họ làm gì vào cái ngày đó? Họ đã làm gì vào cái ngày đó? What did they do on that day? They took part in races. Họ tham gia các cuộc thi. They took part in races. Ok, đây là hai câu hỏi của bài số 1. Chúng ta tự điền ra. Sau đó thì listen and read the test. Sau đó thì nghe và đọc bài test này nhá. Bạn còn có nó có trả lời cho các câu hỏi của bạn hay không nha. Rồi, chúng ta coi này. School sports day in the UK. School sports day in the UK by Harry John. Cái bài này là viết bởi bạn Harry John, ok. Every June in the UK, mỗi tháng 6 ở Vương quốc Anh, each school take part in school sports day. Mỗi tháng 6 ở Vương quốc Anh, mỗi trường tham gia vào ngày hội thể thao. This year, năm nay, we held our chúng tôi tổ chức vào ngày 28 tháng 6 on 28th of June. There were no lessons. Không có bài học. We were all outside on the playing field, sân chơi. Tất cả chúng tôi đều ra ngoài sân chơi. The students were in many teams. Học sinh được chia thành nhiều đội. We wore shorts. Chúng tôi đã mặc quần đùi and t-shirts và áo thun. In our team color, trong màu của đội mình. We had events. Chúng tôi có những sự kiện. Like the 100 meter race, cuộc thi chạy 100m. But there were other games too. Nhưng mà còn có những cái trò chơi khác nữa. I like the three leg race, chạy ba chân, thi chạy ba chân. You tie one leg to your partner and run. Bạn cột chân của bạn lại với bạn của bạn và chạy. We also had sack races. Chúng tôi còn có nhảy bao bố, sack races. You stand in a potato sack, cái bao bố nhé. You stand in, bạn đứng bên trong một cái bao bố. And hop, nhảy lò cò, to the finish line, tới cái vạch đích. This year I won. Năm nay tôi đã thắng. There were races, còn có những cuộc thi for our teachers and parents too, cho giáo viên và phụ huynh. This year my science teacher won the teacher race. Giáo viên khoa học của tôi chiến thắng cuộc thi dành cho giáo viên. My dad didn't take part in the parents race. Bố của tôi đã không tham gia vào cuộc thi của giả phụ huynh. He said he has a headache. Ông ấy nói rằng ông ấy bị đau đầu. But I think that was an excuse. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái cớ. Excuse, cái cớ. My team didn't win this year. Đội của tôi đã không chiến thắng vào năm nay. But we had a lot of fun. Nhưng mà chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Ok, chúng ta sẽ đọc lại. Dịch lại luôn. Ngày hội thể thao ở trường ở Vương quốc Anh, viết bởi Harry John. Vào mỗi tháng 6 ở Vương quốc Anh, mỗi trường học tham gia ngày hội thao của trường. Năm nay trường chúng tôi đã tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Chúng tôi không có bài học vào ngày hôm đó. Chúng tôi tất cả tập trung ở ngoài sân chơi. Những học sinh được chia thành nhiều đội. Chúng tôi mặc quần đùi và áo thun và trong cái màu áo của đội mình, chúng tôi có những cái sự kiện giống như là sự kiện chạy 100m
Nhưng mà còn có những cái trò chơi khác nữa. Tôi thích cuộc thi chạy ba chân, bạn cột chân của bạn với bạn của bạn và chạy. Chúng tôi còn có nhảy bao bố, bạn đứng trong một cái bao bố và nhảy lò cò tới vạch đích. Năm nay tôi đã chiến thắng. Không có cuộc đua dành ở đó còn có những cuộc đua, những cuộc thi dành cho giáo viên và phụ huynh nữa. Năm nay, giáo viên môn khoa học của chúng tôi đã chiến thắng cuộc thi dành cho giáo viên. Bố của tôi đã không tham gia vào cuộc thi cho phụ huynh năm nay. Ông ấy nói rằng ông ấy bị đau đầu. Nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ. Đội của tôi đã không chiến thắng vào năm nay, nhưng mà chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Ok, trong cái hình này các bạn thấy bạn này đang chạy ba chân đúng không? Cuộc thi ba chân, three leg race, và đây là stretch race, nhảy bao bố. Bài số 2. Vậy là trong bài này các bạn cần phải nhớ những cái từ vựng playing field, playing field, playing field là sân chơi, race, race, race cuộc đua, tie cột, sack, sack bao bố, finish, finish line vạch đích, headache, headache đau đầu, excuse cái cớ. Rồi bài số 2, Harry, trường của Harry, ngày hội thể thao của trường Harry là ngày nào? Bây giờ y này nó là thôi chấm chấm, chúng ta sẽ chọn đây. Infuse, trên cánh đồng, after lesson, sau giờ học, end of June, và cuối tháng 6 chúng ta khoanh vào câu C. Sang câu số 2, you run the three leg race, bạn chạy cái cuộc thi ba chân trong một đội team, theo cặp, theo cá nhân. Vậy chúng ta khoanh vào câu B là theo cặp, hai người một đội. Câu số 3, những cuộc thi ở trường thì dành cho chỉ có học sinh thôi. Câu B dành cho học sinh, giáo viên, phụ huynh. Câu C dành cho học sinh và giáo viên. Chúng ta chọn câu B đầy đủ nhất. Sang câu số 4, Harry tin tưởng rằng bố của nó, câu A, không thực sự ốm. Câu B, muốn thi đấu. Câu C là không khỏe. Chúng ta khoanh vào câu A là không thực sự ốm. Câu số 5, Harry và đội của nó, A, chiến thắng cuộc thi nhảy bao bố. B, chiến thắng cuộc thi dành cho giáo viên. Chiến thắng giáo viên của họ, cuộc thi của giáo viên họ này, có một thời gian tuyệt vời. Chúng ta chọn câu C, had a great time. Do you find this event interesting? Bạn có nghĩ rằng, bạn có thấy cái sự kiện này thú vị hay không? Tại sao không? Ok, I find this event very interesting because there are unusual games and sports. The event is for all ages and it sounds like a fun day. Okay, tôi thấy rằng cái sự kiện này rất là thú vị bởi vì có những cái trò chơi không bình thường, rất là lạ, và những môn thể thao rất lạ. Sự kiện này thì dành cho tất cả các lứa tuổi và nó giống như là nó nghe có vẻ như là một ngày rất là vui vẻ.